Xin kính chào tất cả mọi người. Bây giờ cũng đã trưa rồi, khoảng 9 giờ rưỡi sáng rồi. Thời tiết hôm nay thì khá là đẹp. Thì mình đang có mặt tại cái khu vực của Bãi Rạng, là một cái làng chài. Làng chài này nằm ở cái vị trí là tại cái eo biển ven cái khu vực của cái đường quốc lộ 1D từ thị xã Sông Cầu ra Quy Nhơn. Thì ở đây cảnh quan rất đẹp bạn. Đây là một cái ngôi làng mà người dân ở đây từ rất sớm, từ xưa người ta đã định cư ở đây để làm cái nghề, là chuyên làm cái nghề đánh bắt hải sản, có nghĩa là nghề biển đó các bạn. Thì ở đây cái ngôi làng này dân cư thì không có đông các bạn, cũng ít dân thôi đó. Và đây cũng là một cái điểm du lịch đó, du lịch dã ngoại, nó cũng hình thành cũng khá lâu rồi, xưa rồi. Thì hiện nay thì ở đây thì nhìn thấy cảnh quan nó cũng rất đẹp, và người ta cũng đang có cái kế hoạch là xây dựng cái khu du lịch ở nơi này. Vậy thì sau đây mình sẽ review lòng vòng ở khu vực này, giới thiệu đến mọi người của bạn những gì mình biết. Các bạn mọi người xem nha, theo dõi hết video của mình nha. Giờ mình bắt đầu đây. Thì đây nha các bạn, mình đang đứng ở trên cái bờ biển đó, cái bãi biển của cái làng chài Bãi Rạng này đó. Vậy thì nhìn chung cảnh quan các bạn thấy không đó, cái khu vực bãi biển của làng chài Bãi Rạng này nó cũng khá là rộng. Đây, cái phía đằng kia này là giáp với cái đường quốc lộ 1D đó, ven quốc lộ 1D kia đó, các bạn thấy cái xe đi qua đó, ở trên đó đó, yeah. Đó, và ven ven phía bên đó là những cái bãi đá rất đẹp, những bãi đá đó. Thì thật ra là những bãi đá này nó được hình thành từ xa xưa, nó là nằm ở dưới cái chân núi này thôi. Cái chân núi trước kia là chưa có cái đường quốc lộ 1D á, yeah. Thì khu vực này này toàn là đồi núi đó. Cho nên là cư dân ở đây á, trước kia chưa có đường này thì người ta đi lại thì người ta đi bằng cái con đường rẫy, đường mòn, hoặc là đi bằng đò, bằng thuyền á, để vào cái trung tâm của khu vực cánh bắc của thị xã Sông Cầu, cũng như là đi ra Quy Nhơn. Bạn thấy không? Đó, khu vực kia là cây gột đá, gành đá cũng rất đẹp mà. Đó, biển đây. Hôm nay thì thời tiết nắng rất đẹp. Đó, gió thì rất là mát các bạn. Đó, các bạn thấy nhìn sóng biển không? Đó, sóng biển dạt dào rất là mạnh, bọt tung lên trắng xóa luôn các bạn. Đó. Thì cái bãi này thì nó cũng khá là sạch sẽ, bởi vì cư dân ở đây rất là ít, người ta ở phía sau lưng mình đây. Lát nữa mình sẽ review lên cái xóm đó các bạn xem đó. Và cái bãi này tại sao người ta là gọi là bãi rạng, bởi vì ở đây là đá rất nhiều bạn, đá nhiều lắm. Cho nên cái bãi này đi ra đi vào cái khu vực này, mình đi ra ngoài chơi mình tắm thì cũng phải hết sức cẩn thận. Các bạn thấy rất nhiều đá dưới đây nè, đá nhiều. Rồi còn phía bên kia cũng vậy nha, phía bên cái mũi bên kia đó, mũi bên kia cũng là những cái gành đá, cái gột đá cũng rất là đẹp đó. Và mình được biết là cái phía đằng kia nè, phía đằng đó là người ta đang có kế hoạch là xây dựng một cái khu du lịch, không biết là của đại gia nào, của tập đoàn nào, nằm ở khu vực bên đó. Còn cái khu vực làng bên này thì cũng có dự án trước đây đó, để mà xây dựng cái khu du lịch ven biển này, nhưng mà vì lý do gì đó mà cái ngôi làng này, cái làng Bãi Rạng này vẫn còn dân ở đây. Người ta có lẽ là chưa có cái sự là thỏa thuận thỏa đáng gì đó, và hay là trong cái chương trình, cái dự án gì của huyện Sông Cầu trước đây và hiện nay là thị xã Sông Cầu, cho nên nó vẫn còn hoang sơ vậy các bạn đó. Giờ vào bên trong này còn thấy không, trong này nhìn là những cái cây dừa rất cao to, cái này rất cao, cái này một rừng dừa luôn các bạn, rừng dừa. Và nhà cửa đây rất ít rồi ạ, không có nhiều đâu, rất ít. Chủ yếu là những người mà người ta sinh sống ở đây từ đời ông đời cha xa xưa rồi, thì người ta tiếp tục người ta duy trì để làm cái nghề đó, làm biển. Đó. Thì nhìn những cái cây dừa cao kia thì mình có thể khẳng định được rằng là ở khu vực này người dân đến đây ở đây này cũng khá lâu rồi nha. Nó cũng phải từ cái giai đoạn cũng 6, 7, 10 năm trước, có thể là có những cái người nó ở hàng trăm năm trước rồi đó. Cho nên là nhìn cái cảnh quan ở ven cái bãi biển này
lắm. Và nhìn vào ngôi làng thì hầu như mình không thấy cả nhà, bởi vì nhà người ta ở một ít nhà ở phía trên thôi. Và ở đây thì cũng đã hình thành cái khu này đó, của một hộ dân hình thành cái khu này đó, cái khu là xây dựng các cái chòi lá, là các cái nhà kia, các cái nhà đó. Đó là khu này là người ta đã kinh doanh du lịch rồi, kinh doanh du lịch. Và nếu kinh doanh du lịch cách đây đã khoảng chừng 20 năm trước. Đó, trước đây thì 20 năm trước mình có xuống này rồi. Nó cũng có đi chơi, đi ra ngoại ở đây. Đó, cũng có ở đây mình tổ chức ăn uống, mua hải sản hoặc là mình mang đồ ăn xuống đây. Đó, bởi vì ở đây là vào đây chơi là không có phải mất tiền vé gì cả nha các bạn. Thì ở đây từ Quy Nhơn á, từ Quy Nhơn qua vào đây thì nó không có xa, nó khoảng 10 khoảng chừng chưa đầy 20 cây số. Và từ ở đây mà vào Tuy Hòa thì khoảng chừng là 80 cây số. Hoặc là vào thì trung tâm thị xã Sông Cầu thì chỉ còn 20 mấy cây số thôi, chưa đầy 30 cây số. Đây, khu vực này. Nhưng dạo này thì ở miền Trung nói chung cũng như là ở Phú Yên và Bình Định đó, nói riêng á, thì đang bước vào cái giai đoạn là mùa giông bão đó, cho nên là khách du lịch đi dã ngoại đi chơi á, thì hầu như là rất là ít nha các bạn. Đây, ở đây thì có những cái người ta đã làm những cái chòi, những cái nhà này có võng, đúng không? Ở đây người ta có thể là bán hải sản đủ thứ cả nha, nhưng mà dạo này thì có vẻ là dừng lại rồi, rất là thuận tiện. Từ đây thì nhìn lên cái đường quốc lộ 1D, các bạn thấy không, nó gần lắm, chúng ta có thể đi xe xuống có 2-3 cái con đường ở trên quốc lộ 1D đi xuống cái ngôi làng này, nó cũng rất gần các bạn. Đây. Đằng kia như có một cái nhà hay nằm ở triền, chỗ cái gọp đá cũng rất đẹp nha. Đó, hình như là người ta có mở cái giống như cái quán cà phê đó. Rất tiếc là hôm nay là ngày thứ tư, thì mình đang ở đây vào cái buổi trưa này, hầu như không thấy một khách du lịch nào nha. Vậy bạn thấy không, rất sạch, cát sạch lắm. Ở đây thì đến vui chơi dã ngoại đây phải nói thoải mái luôn. Và ở đây thì nó rất là bình yên, vấn đề an ninh rồi nó rất là bình yên các bạn, không có cái vấn đề gì mà phải lo hết nha. Đó, cái gọp đá đây các bạn thấy không, rất là đẹp, các cảnh quan thấy nó sóng biển này. Đến đây vui chơi dã ngoại cả ngày ở đây cũng rất thoải mái nha các bạn. Đó, tổ chức ăn uống rồi có thể xuống đây tắm biển. Đó, quá trời đẹp luôn, đứng từ này nhìn ra biển Đông. Đó, xa đằng trước kia, xa kia là đảo Cù Lao Xanh hay là huyện đảo Nhân, gọi là huyện đảo Nhân Châu. Rồi, sóng biển quá trời luôn. Rồi giờ mình đi vào trong làng nha, vào trong làng mình quay các bạn xem là dân ở đây nó có đông hay không, đời sống kinh tế họ có tốt không. Rồi, và hầu hết ở cái vùng ven biển của huyện Sông Cầu, trước đây và hiện nay là thị xã Sông Cầu á, thì hầu hết nhìn chung thấy là cái đời sống kinh tế của người dân á thì nó khá là tốt các bạn, bởi vì cái kinh tế biển mang lại cái nguồn lợi nó rất lớn và người ta có thể nói là dễ kiếm tiền, chỉ cần bằng một cái phương tiện nó đơn giản thôi, cái kiểu truyền thống thì người ta có thể là mưu sinh được, chứ hàng đánh bắt cá tôm vào ban đêm hoặc là ban ngày cũng được các bạn, thì tùy. Hiện nay thì nó có nhiều cái cách để người ta đánh bắt cá tôm đó các bạn. Rồi, sông quá trời luôn, quá đẹp luôn.
Rồi giờ mình đi vào làng đây, nhanh nhanh đi vào trong làng nha. Nãy giờ đi sóng nó đánh mạnh quá, nó đánh nhanh mà chạy không kịp, ướt hết giày, ướt hết quần rồi. Đây các bạn nhìn thấy mấy cái phương tiện để đánh bắt hải sản này. Nó đây là những cái thúng, gọi là thúng chai á. Những cái thúng này trước kia là làm bằng lan tre, nhưng hiện nay là đa số là làm bằng nhựa composite hết nha. Vậy. Và đằng kia cũng có những cái chiếc ghe nằm ở phía trên kia. Đó. Đây là cái phía ngoài của cái làng bãi rạng này. Thấy không? Đây có một cái con suối. Đây là suối nước chảy từ trên núi. Trên núi chảy xuống đây. Thì nó ra đây. Đó. Ra đây nó hòa lẫn với nước biển, nó xâm nhập vào đây. Bạn thấy không? Nó tạo ra một cái dòng chảy này, xoáy luôn. Nhá. Không? Chảy cả là ló cái gốc dừa to lên toàn rễ không, các bạn thấy không? Nó dừa thì ở cái xứ biển thì nước nó rất là ngon, trái nó rất ngon, nước rất ngọt nha. Đây. Mặc dù như thế này nhưng mà nó cũng khó là nó ngã đó nha bạn. Nó rất là chắc bởi vì rễ dừa nó bám vào đất nó rất là chắc. Nó tỏa ra rộng lắm và nhiều cái rễ nhưng mà nó bền lại. Đây mà. Rồi vào trong cái làng này các bạn thấy. Tụi mình đi vào nha. Đó, đây cũng vậy nè. Rất là nhiều những cây thúng chai đúng không? Rồi. Cách đây 20 năm thì mình đến đây thì chưa có đường bê tông gì hết nha. Nhưng mà lần này mình quay lại mình thấy ở đây đã có đường bê tông đổ ra tới đây luôn. Có nghĩa là từ trên quốc lộ 1D á, người ta đã đổ đường bê tông xuyên qua cái ngôi làng này và xuống tận đến đây, xuống tận đến bãi biển luôn. Để tiện cho việc đi lại là mưu sinh của người dân ở đây cũng như là khách đi du lịch, người ta có thể là đi xuống đây nó thuận tiện hơn. Đây. Cảnh quan cây cối ở ngôi làng này rất là rậm rạp, các bạn thấy không? Rồi giờ mình đi vào bên trong tiếp nha. Rồi giờ mình đi bằng xe máy nha. Mình đi bằng xe máy đó, mình đi theo cái con đường bê tông này vào trung tâm của cái ngôi làng này, các bạn xem đó. Một điều trước tiên ở đây thì khi bước xuống cái ngôi làng này đó, rất lạ là nó rất là êm ắng nha các bạn. Nó rất là êm, không có ồn ào bởi vì dân ở đây nó phải nói là quá ít, nên chỉ có không biết là bao nhiêu hộ mình không rõ, không chính xác, nhưng mà mình có thể thấy là ít lắm các bạn. Nó chắc khoảng vài chục hộ dân thôi, chẳng hạn ở đây cũng có này, có một hộ dân ở chỗ này, thấy không? Đó, cây cối tùm luôn nha. Rồi nó có những con đường này, đây là chắc cái con đường mòn đây, con đường mòn người ta đi qua phía bên kia. Đấy. Đây. Lên trên này bắt đầu mới thấy có nhà đây. Nhà đây. Chắc có lẽ là nhà rất ít các bạn. Nó chỉ chắc là không tới 100, khoảng vài chục thôi bạn. Vài chục cái nhà thôi, vài chục hộ dân ở đây thôi. Đây, nhưng mà ở đây thì cũng nhờ kinh tế biển cho nên là đời sống ở đây cũng thấy nó cũng có khấm khá các bạn. Xây nhà cửa rất là tươm tất. Thấy ở đây cảnh quan này hầu như hiện giờ là thấy không có người đi ngoài đường nha. Này thấy không, ít nhà lắm, chỉ tập trung ở chỗ này là đông nhất thôi đó. Thấy không? Cứ theo cái con đường này. Trước kia nó chỉ là con đường mòn rồi, hiện nay nó là đường bê tông. Đây, chỗ này là dày nhất. Nhà cửa dày nhất là ở khu vực này. Đây.
Đó. Đây có mấy cái nhà đây thì cũ rồi, không thấy người ở, chắc người ta đi xa rồi. Không thấy không? Rất ít nhà nha các bạn. Đó là cái khu này, khu chính nè, chắc cái phần phía sau kia nó chắc giỏi lắm là khoảng vài chục cái nóc nhà thôi, trở lại thôi. Đó. Lên đến này là có thể lên đến đầu xóm rồi. Cho nên cái xóm này rất là nhỏ, rất là ngắn, nó nằm trong một cái khu vực là cái eo biển, cái bãi biển nhỏ nhỏ thôi. Còn là cho nên người ta gọi là bãi rạn, bãi này là toàn đá rạn không. Đó lên này hết nhà rồi bạn, lên này là. Đó. Bạn thấy không? Đó, lên này thì lên đây là cái đất đây trước kia là cũng là rẫy thôi, rẫy. Từ khi mở cái con đường 1D thì cái đất sát với đường 1D này nó lại có giá trị nha, lại có giá trị hiện nay rất đắt. Đó, những người ở đây người ta có đất rẫy trước đây thì người ta đã bán và đổi đời luôn các bạn. Đó. Giờ đất đây chắc có lẽ là cũng có chủ mua rồi, hoặc có thể là người ta vẫn còn giữ lại đây. Đó. Thấy không? Và khi cái con đường 1D này hình thành thì một số đại gia người ta đã chọn vị trí là người ta mua ở đây, người ta mua hai bên đường này. Đó, bên biển và bên núi luôn. Chẳng hạn khu vực đối diện ngôi làng này là cái khu bên núi phía trên này. Đó là các đại gia người ta mua, người ta làm như các cái nhà vườn đó, cái nhà vườn. Đó, trồng cây cối cũng như là người ta nuôi nuôi heo rừng vân vân. Đó các bạn thấy cảnh quan phía trên này. Đó là khu vực của đại gia nha. Đó là ở khu vực này. Vậy. Phía trên này là núi các bạn. Đây, đó, nhà này. Và nó khá bằng phẳng các bạn. Phía trên là núi, cái khu vực này nó khá là bằng, nó bằng lắm. Vậy. Đó. Phía bên này, là cũng nhà, những cái nhà cũng là của dân bãi rạng, người ta ở dưới kia người ta lên đây, lên ven đường người ta ở, cũng ít nhà đó các bạn. Một hai cái thôi, không có nhiều. Đó, bên này cũng có cái nè, phía bên này. Đó, những cái nhà bên này là mấy cái nhà của đại gia thì làm cái nhà vườn ở đây thì người ta không ở đây chính, chủ yếu là để người ta đi lại, người ta giải trí chính thôi. Không phải là ở chính ở đây. Khu vực bên này cũng vậy nè, đây nó cũng có một cái con đường xuống làng các bạn. Đây nè, cũng như một con đường này xuống làng thì không đi thông được. Đó, xuống là có mấy cái nhà ở dưới đây. Đó, và kế tiếp với cái khu vực cái làng này là cái khu này. Khu này thì nó cũng là của bãi rạn mà hiện nay thì có chủ mua rồi, người ta rào lại các bạn thấy không? Đó, người ta rào lại rồi. Người ta đang trong cái giai đoạn là xây dựng đó, xây dựng khu du lịch. Nhưng mà có thể là vì lý do về mặt pháp lý gì đó cho nên là dạo này mình thấy là người ta đã dừng lại rồi nha, dừng lại. À, thì đây mình quay xuống bạn thấy được, người ta đã xây dựng khu này rất rộng. À, và cái đây là cái cổng nè bạn, cái cổng vào cái khu du lịch đây nè, người ta đang xây dỡ nè. À, trong kia các bạn thấy không? Đó, người ta xây kè cho rồi kia đấy chứ. Người ta đóng cửa, người ta làm ở trong rồi nè, trong người ta đã làm, phải nói là rất là quy mô đó, hướng ra biển, có nghĩa là cái gành ngoài biển các bạn thấy không? Đó. Vậy đó là khu cái khu này nha. Rồi rồi vậy thì từ nãy tới giờ mình cũng đã review, mình giới thiệu về một cái ngôi làng chài, đó là làng chài Bãi Rạn. Đó mình đã gửi đến mọi người bạn những cái thông tin, những gì mình được biết đó. Mong mọi người bạn xem cảm nhận. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video mới tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.